hai à, chào anh em ha. Thì mình mới về cái lô hàng mới anh em ha. Thì à, lô này thì hôm bữa mình cũng nói với mọi người rồi, gần 300 kg Thì à, đợt đây mình lấy toàn là mấy đa số mình lựa. Cái ngoại hình thì nó cũng kha khá, nó không có bị à, nứt vỡ mọi người. Thì đợt này là mình lấy à, cái dòng 12V rồi 14V, rồi cũng có số ít là 7V, 9V6. Thì hàng nó về nhiều nên mình cũng mới là À, sắp xếp ra đây mình lâu chùi sơ sơ thôi mình cũng chưa có kiểm tra hết được để mà lên uh, máy cho anh em thì hôm nay mình cũng uh, quay lướt qua cho anh em đó lướt qua rồi anh em nào mà thực sự cần thiết mua máy á thì anh em chuyển khoản được á thì anh em chụp hình cái máy đó rồi anh em inbox zalo cho mình mình sẽ kiểm tra cái máy rồi mình báo giá với anh em đó à, nói chung là lúc nào rảnh á thì mình sẽ uh, test máy và báo giá cho anh em Chứ nếu mà mình không rảnh thì anh em cũng thông cảm. Tại vì công việc nó cũng nhiều. Thì ví dụ như những cái máy nó như thế này. Đó. Cái máy như thế này. Đó. Những cái máy này nó nó rất là mới. Đó. Hình như là cũng sử dụng rất là ít. Nó còn đẹp hơn những cái máy ở trong thùng mà mình thấy mọi người bán luôn á. Đó. Đó. Ví dụ như cái máy này. Đấy. Đó. Đây là mình mới có vệ sinh sơ thôi. Mình lau chùi thôi. Đó. Nhìn cái máy nó rất là đẹp. Đó, anh em sưu tầm à, đây là cái pin cũ đó anh em nói chung là cũng có một số cái máy nó đẹp và một số cái máy nó xấu thì xấu là do người ta để ngoài bãi là mấy cái đầu nó xét đó đó mấy như vậy là quá đẹp rồi đó, không trầy trụa thì đợt này về cũng có hai cái đèn pin đây là đèn pin Makita 96 đó. Sáng anh em. Đó, anh em nào sưu tầm thì à, nhắn tin Zalo cho mình. Đó. sáu nha anh em. Rồi, đây thì có một con đèn pin ruby, mình cũng thử luôn, mấy con này cũng sáng hết, đó, sáng anh em. Ruby 12V. Rồi à, cũng có một à, mấy cái bê tông. Hai chức năng và một cái cưa. Cưa kia nhìn rất là mới còn cái nắp cái trắng lửa luôn anh em đó rất là mới rồi cũng có một cái cái máy này là máy gì mình cũng không biết đó. nó có cái đồng hồ hiển thị đây à, anh em nào mà biết cái máy này là máy gì thì à, à, bình luận giùm mình nha đó, để mình kiểm tra mình nghĩ là chắc là cái máy đo nhiệt độ đó mình cũng chưa thử nữa à, thì hôm nay trong clip này mình sẽ à, sẽ mấy cái uh, máy băng vít nè vít mini nè anh em đó, sẽ hết luôn một lô đây uh, đợt này mình về được 20 cây thì bây giờ mình sẽ đồng giá là 100 ngàn đó là cho anh em nào lấy hết 20 cây này giá 2 triệu thì uh, anh em nào lấy hết thì inbox cho mình còn nếu mà anh em nào mà không lấy á thì mình sẽ bán lễ sau đó bây giờ mình quay ngoại hình 20 cây vít này cho anh em xem thì uh, nó có mấy cây vít trượt này đó một cây nè vít trượt hai cây này giống nhau những cái này về là mình không có thử gì hết á bây giờ là mình mới cái bung hàng ra đây mình cũng chẳng thử hàng nhiều quá nên là mình cũng bỏ xỉ lại cho anh em nào biết đóng pin á thì anh em đóng pin rồi bán lại cho mọi người đó còn nếu mà anh em nào mà không lấy được á thì mình sẽ tắt lễ mình lên video sau cho anh em đó đây anh em đây mình quay ngoài hình 20 cái con máy đó thì anh em nào lấy thì tua rồi em xem thì những con này mình chẳng có bao gì hết nha về thì mình cũng không có test đó, mình cũng mới có đổ ra đây thôi thì mình bán lô mình cũng không có test đó đồng giá 20 cây này là mình lấy anh em là 2 triệu đó, anh em nào ưng thì có thể là điện thoại cho mình trung bình là cây trăm ngàn nha anh em đó những cây này đa số là ngoại hình nó còn à, sử dụng được á ừ. hàng nhiều quá về không có thời gian để mà kiểm tra mà sửa mấy cái máy này đâu rồi đây có con đây thì nó bị xúc ra như thế này đó rồi 20 cây trong cái đống này rồi như vậy anh em nào ưng mấy con máy, máy bắn vít này á, thì alo uh, cho mình rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em thấy video hay để lại cho mình một like một subscribe hẹn anh em uh, trong những clip sau mình sẽ lên máy